Dạ, mình chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Đây, tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục giao lưu tới quý cô bác chị em mình trên kênh nha. Rồi, anh chào My. Dạ, em chào anh Thái. Em mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo của em là 0907 426 576. Thì clip hôm nay cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Em vô mã đầu tiên, cây số 1 là cây hồng gân ha cô chú anh chị. Em đo tán ngang là 83, chiều cao là 98. Hoành em đo vị trí này là hoành 16 ha. Mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 430.000. 430.000 cho mã số 1, em đã bao gồm phí ship rồi ha. Tiếp theo lên mã số 2. Tán ngang cây này em đo là 44, chiều cao là 56. Hoành em đo đây là hoành 10 ha cô chú anh chị. Mã số 2 cây Mỹ 5 màu mâm xôi này em xin giao lưu với mức giá là 380.000, em đã bao gồm phí ship luôn rồi ha. Gồm có Mỹ cam, Mỹ vàng, Mỹ trắng, Mỹ đỏ và Mỹ tím rin quý anh chị em. Tiếp theo lên mã số 3, tiếp tục là một cây Mỹ 5 màu. Tán ngang cây này em đo là 38, chiều cao là 60. Hoành năm đo vị trí này là hoành 13. Mã số 3 này em cũng xin giao lưu mức giá là 380.000. 380.000 cho mã số 3. Tiếp theo lên mã số 4. Một cây nhiều màu quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 72, chiều cao là 84. Hoành là hoành 16, mã số 4 này em xin giao lưu với mức giá là 450.000. Gồm có trắng lửa, ruby tím lửa, đỏ lửa, hồng lửa và đuôi cáo vàng quý anh chị em. 450.000 cho mã số 4. Tiếp theo lên mã số 5. Tiếp tục vẫn là nhiều màu. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 91. Hoành là hoành 16, mã số 5 này em xin vô luôn với giá là 450.000. Gồm có đỏ lửa, cam lửa, tím lửa, trắng mã lai và tím pháp quý anh chị em. Tiếp theo lên mã số 6. Cây này thì cái nền chủ đạo là trắng tuyết, còn lại là red pizza và hồng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 69, chiều cao là 82, hoành là hoành 22. Mã số 6 này em xin giao lưu mức giá là 460.000. 460.000 cho mã số 6. Tiếp thêm lên mã số 7. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 58. Hoành là hoành 14. Mã số 7 này em xin giao lưu mức giá là 380.000. 380.000 cho mã số 7. Mỹ 5 màu mâm xôi luôn chị em. Tiếp theo lên mã số 8, tiếp tục là một cây hồng gân. Tán ngang cây này em đo là 65, chiều cao là 1m, hoành là hoành 15. Mã số 8 này em xin giao lưu mức giá là 380.000. 380.000 cho mã số 8. Tiếp thêm lên mã số 9. Cây đang full bông quý anh chị em. Tím pháp, trắng mã lai và tím mã lai ha. Tán ngang cây này em đo là 75, chiều cao là 99. Hoành năm đo vị trí này là hoành 17. Mã số 9 em xin giao lưu mức giá là 450.000. Tiếp thêm lên mã số 10. Tiếp tục là Mỹ 5 màu quý anh chị. Gồm có Mỹ tím rin ha, Mỹ trắng, Mỹ cam, Mỹ vàng và Mỹ đỏ đuôi cáo. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 77. Hoành là hoành 12. Mã số 10 này em cũng xin giao lưu với mức giá là
380.000. 380.000 cho mã số 10. Tiếp thêm lên mã 11. Cây trắng Malai. Tán ngang cây này em đo là 67. Chiều cao là 95. Hoành năm đây vị trí này là hoành 15. Mã 11 này em xin cho luôn giá là 360.000. 360.000 cho mã 11. Tiếp thêm lên mã 12. Ok, hai màu anh chị em, tím Pháp và trắng Mã Lai. Tán ngang cây này em đo là 64. Chiều cao là 93. Hoành em đo vị trí này là hoành 15. Mã 12 này em xin giao lưu với mức giá là 380.000. 380.000 cho mã 12. Tiếp thêm lên mã 13. Cây đỏ lửa. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 78. Hoành là hoành 18. Mã 13 này em xin giao lưu giá là 430.000. 430.000 cho mã 13. Tiếp thêm lên mã 14. Trắng tuyết, tím tuyết, hồng tuyết và red pizza, 4 màu. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 66. Hoành là hoành 14. Mã 14 này em xin giao lưu mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 14. Tiếp thêm lên mã 15. Tiếp tục là cây nhiều màu anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 88. Hoành là hoành 15. Mã 15 này em xin giao lưu mức giá là 450.000. Gồm có hồng gân, ruby tím lửa, trắng mã lai, cam lửa, tím Pháp. Tất cả đơn hàng đã bao phí ship hết rồi ha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã 16. Tiếp tục là mỹ 5 màu bông xôi quý anh chị em. Do này mới cơi, chuẩn bị lên hoa nha quý cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 43, chiều cao là 60. Hoành là hoành 17. Mã 16 này em xin giao lưu mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 16. Tiếp thêm lên mã 17. Tiếp tục là cây nhiều màu, đế giống như con bạch tuộc quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 72. Chiều cao là 94. Hoành đo hạo đây đi heo của chú anh chị. Hoành là hoành 17. Mã 17 này em xin giao lưu với mức giá là 480.000. Tím mã lai, hồng gân, trắng lửa, ruby tím lửa, hồng lửa, cam lửa, đỏ lửa. Yeah. Thêm lên mã 18. Một cây hồng gân hoa siêu đậm luôn chị em. Đây lên hồng sọc luôn rồi. Tán ngang cây này em đo là 76. Chiều cao là 84. Hoành là hoành 14. Mã 18 này em xin giao lưu mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 18. Tiếp thêm lên mã 19. Một cây tím Malai. Đại phúc quý anh chị em. Hoa rất là to. Tán ngang cây này em đo là 62. Chiều cao là 87. Hoành là hoành 13. Mã 19 này em xin giao lưu mức giá là 380.000. 380.000 cho mã 19. Tiếp thêm lên mã 20. Một cây lửa nhiều màu. Cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, trắng mã lai. Tán ngang cây này em đo là 70.
chiều cao là 90, hoành là hoành 17, mã 20 này em xin vô luôn, giá là 480.000. Ba màu lửa, một màu trắng và mã lai, một màu tím pháp anh chị em. Cuối clip em lên cho mình mã 21. Tán ngang cây này em đo là 86, chiều cao là 97, hoành là hoành 16, mã 21 này em xin giao luôn với giá là 450.000. Cây 5 màu anh chị em, 3 màu lửa gồm có cam lửa, đỏ lửa, tím lửa, hồng lửa, trắng lửa và đuôi cháo vàng. Dạ, 6 màu. 450.000 cho mã 21. Và mã 21 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip em cảm ơn Thái, cảm ơn quý chú anh chị đã bỏ thời gian xem clip của em ha. Thì hẹn gặp lại quý chú anh chị vào những clip tiếp theo ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em mi nha.